Đây các bạn, đây sẽ là chuỗi ngày dài của mình ở khách sạn Đài Bắc đây. Đấy, đây là phòng vệ sinh. Trời. Đẹp vãi chưởng. Đây là phòng tắm, nói chung là khá là to. To và rất sạch sẽ, sáng bóng loáng luôn. Đây, mình sẽ review khách sạn mình xem nhé. Ôi, ở đây không có cái áo ngủ à? Không ai hết trơn. Mình không dám nói chuyện lớn đâu, bởi vì cái phòng này mình thấy cách ly nó không được tốt. Bởi vì vừa nãy mình đi ngang qua cái hành lang á, mình thấy người ta nói chuyện mình vẫn nghe được hết, thế nên là mình nói bé bé thôi. Đây là cái túi nhỏ của mình á. Đây là hộp cơm. Hộp cơm, còn đây là hai hộp test Covid. Hộp test Covid ở sân bay lấy. Đây là hộ chiếu này, với cái giấy tờ của mình. Đấy. Và tối nay mình sẽ ngủ ở đây. Ở đây người ta cho hai giường luôn, nhưng mà mình chỉ ngủ một giường thôi các bạn. Làm gì có hai người đâu mà ngủ hai giường. Ở ngoài này thì nó sẽ rất là bình thường, chẳng có gì đặc biệt hết. Nếu mà có gì đặc biệt thì mình cũng không thích, bởi vì Đài Loan mà. Mình đâu có ai thích Đài Loan đâu. Ok, đây là chuỗi ngày 7 ngày của mình ở khách sạn. Rất là buồn luôn á. Hy vọng có một cái gì đó là đây là laptop mình sẽ xem phim 7 ngày 7 đêm trong khách sạn này. Thật sự là cách ly 7 ngày chẳng biết làm gì cả, chỉ biết cắm đầu vào laptop xem phim thôi. Hy vọng sẽ có cái gì đó làm để em bớt nhạc, chứ xem phim ngoài cũng đau lưng mỏi cổ. Ngày đầu tiên cách ly ở khách sạn Đài Loan như thế nào? Hôm nay thì mình sẽ làm clip là cách ly 7 ngày 7 đêm tại khách sạn Đài Loan. Hiện tại mình đang ở khách sạn Đài Bắc, tóc mình phải chỉnh thiện. Ok, hôm nay là ngày đầu tiên mình cách ly. Perfect. Phương mới nói là mang MacBook sang mà mình không có cái gì để mà bim bim ấy, không có gì để ăn vặt, xem phim thì chán lắm. Xong mình đang ăn dở đồ thì người ta gọi, người ta bấm chuông đứa này cho mình. Có khẩu trang nữa, khẩu trang mình qua đây mình không mang một cái nào luôn. Phải chừng thì quên mang khẩu trang. Đây là cái gì đây? Đây là test nhiệt độ à. Đấy, mình sẽ review cái túi hàng của mình nha. Bánh này nhìn khá là khô. Bánh chocolate. Chocolate pie. Chú đáo nhỉ. Đây là mì phải củ chi thang men. Toàn bánh khô khô mà. Yên mai piene củ cốc. Wow, ba hộp mì luôn. Nói chung là được. I like. Dù sao thì mình đặt một ngày với cái phòng này á, một ngày là 2000, là tính ra tiền Việt Nam này là 1.6 một ngày một đêm. Một ngày một đêm 1.6. Mình cách ly 7 ngày, mỗi ngày 1.6 như thế này thì nói chung khá là chát. Cho nên là người ta có một tí xíu đồ như thế này thì nó cũng là hợp lý thôi. Ok, bây giờ mình đi ăn tiếp thôi. Đây các bạn, đây là mình đây. Ngày hôm nay là, có thể gọi là hôm nay là ngày thứ nhất. Bởi vì hôm qua, chiều hôm qua mình vừa mới tới đây mà. Chiều 5 giờ mấy 6 giờ mình tới cái khách sạn này và mình cũng ngủ một đêm. Và hôm nay cũng gọi là sáng ngày thứ nhất mình cách ly tại khách sạn này. Nói chung là hôm qua mình ngủ rất sớm, mình ăn xong đồ, mình tắm xong, mình leo giường mình ngủ luôn. Và đấy 8 giờ mấy, 9 giờ là mình ngủ tới bây giờ luôn. Bây giờ cũng 11 giờ đấy. Bởi vì là mình ở trên giường mình cứ nướng à, mình không dậy rồi. Nói chung là phê á. Ấy bây giờ mình dậy, mình ăn sáng thì sáng mình lấy đồ ăn sáng á. Thì đồ ăn sáng của mình là như thế này đấy các bạn. Trời ơi, nhạt nhẽo vái cả trường ra, đúng là Đài Loan mà. Một bình nước, một hộp nước như thế này. Trời ơi, khổ thiệt luôn á. Bây giờ nó không có một cái tương gì cho mình ăn luôn á. Không hề có tương cái gì cho mình chấm luôn. Bây giờ mình sẽ ăn một món nhạt nhẽo cho các bạn xem nhé. Đây, món đũa của mình đây. Đấy. Trời tất ơi. Ok. Ăn nha, mời mọi người nha. Đây.
nhưng không sao, nhưng mà nó vẫn kiểu như là có vị rồi nhưng mà nó không phải là quá nhạt. Có vị rồi nhưng mà mình nghĩ là phải có một cái nước xì dầu, cái thứ chấm thì nó sẽ hợp lý hơn, bởi vì cái này ăn chán quá. Hôm nay thì có tôm nè, khoai môn nè, bột bột gì đấy mình không biết nữa. À, mình ăn sáng này, ngày thứ nhất cách ly của mình. Ok, hello anh em. Thì vừa nãy có cái ông gì ông gọi mình ấy, mình vừa mới ăn xong đồ xong rồi mình đang xem giải PNC PUBG Việt Nam ấy, thì đang xem dở thì có một ông gọi mình, ông là cái gì ta, để mình xem lại cái Trung San Chu Công Sở Lý Can Sư, thì ông gọi cho mình xong rồi ông gọi cho mình kiểm tra hỏi mình sức khỏe các thứ như thế nào, cũng như là 3 ngày ông giải thích là mình cách ly là 3+4, kiểu như là 3 ngày khách sạn, còn 4 ngày còn lại là điều tra sức khỏe ở tại khách sạn luôn, không có hỏi mình có đi đâu không, nếu mà không đi đâu thì dán dán ở lại đi, đừng có đi ra ngoài. Nói chuyện với mình xong thì ông có gửi cho mình một cái như thế này, một cái dòng tin nhắn cho mình đấy, ông bảo là mình đọc xong rồi thì xem mình như thế nào. Ok, bây giờ mình chưa đọc, mình chỉ mới xem thôi, và mình lấy máy quay ra mình quay ra ngoài xem rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ đọc xem là ông nói cái gì nhá. Ok, thì mình vừa mới đọc xong cái đoạn văn, thì ông bảo rằng là 3 ngày á thì mình không có được đi ra khỏi phòng, 3 ngày cách ly, cái đúng trước là 3+4 mà, thì là 3 ngày phải cách ly tại phòng và không được đi ra ngoài, còn 4 ngày còn lại thì mình vẫn có thể ra ngoài, nhưng mà mình chỉ là ra với một cái khoảng thời gian không quá lâu, cũng như là không quá xa cái địa điểm cách ly, thì vẫn là ở trong khách sạn thôi. Đấy, thì kiểm tra dịch thì 3 ngày đầu, cách ly 3 ngày đầu thì nếu như mà mình có cái triệu chứng như là sốt, ho, sổ mũi các thứ ấy, thì người ta sẽ, thì mình sẽ gọi điện thoại cho số điện thoại mà ông đó có để cho mình đây. Cái phần xanh xanh ấy sẽ gọi cho ông thì để thông báo cái tình trạng sức khỏe và kêu là mình kiểu như mình bị mệt đó, thì mình sẽ lấy cái hai cái thằng này này. Đấy, hai thằng này là người ta cho mình để mà mình có triệu chứng gì không tốt thì mình sẽ test, cũng như là 4 ngày sau á là mình nếu như có ra ngoài á thì cách 2 ngày á thì mình cũng phải test một lần nữa. Đấy, để xác minh là mình âm tính thì mình sẽ không sao, thì người ta sẽ không có làm khó mình cũng như là phạt mình. Đây, nó thì nói chung là chỉ như thế đây thôi, không có gì đặc biệt hết. Ok, bây giờ thì mình đi ngủ rồi các bạn. Cơm vào ngày cứ chơi qua như thế thôi. Hộp cơm của mình đây, cũng nó tới giờ ăn cơm rồi. Mọi người ăn cơm nhá. Hello mọi người, hôm nay cơm mình nói chung là khá là ngon. Cho anh xem là cơm mình nó sẽ như thế nào. Đây, nếu mà mình nhìn không nhầm, nó là nhìn không nhầm và người không sai ấy, thì đây là cơm thịt gà với lại sốt cà ri. Buổi trưa của mình như thế. Ok, ăn cơm thôi nào. Khi ăn cơm thì mình sẽ kiếm cái gì đấy xem. Mình thích vừa ăn vừa xem phim hay là cái gì đấy. Người đàn ông đầu nhiều tóc này đang cố gắng phá tấm kính cường lực để ra bên ngoài. Hóa ra tòa tháp cao nhất thế giới mà anh ta đang ở vừa bị đánh bom khiến nó bốc cháy dữ dội. Nhưng với đoạn dây thừng ngắn như vậy, liệu anh có thể thoát ra khỏi bom? Ngon các bạn ơi. Cái cơm, cái cơm họ nấu biết nấu kiểu gì đó rất ngon, nó kiểu ăn rất là smooth luôn đó, rất là mượt mà luôn. Dù đã hết lời khuyên nhủ phạm ra đầu hàng nhưng hắn vẫn ngoan cố. Thế là toàn đội với sự chỉ huy của anh. Con nhà đó được đặt thêm có một quả bóng tennis cùng đeo trên giả để có thể thi hành cuộc cường. Một tòa tháp trong trường này để gặp ông xuất hiện. Căn phòng ngay sau đó, anh chọc lên một chuyến tàu và cùng nhau ôn lại kỷ niệm 10 năm trước. Sau cuộc đó.
pace of the race. You'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Các bạn thì mình vừa mới tập thể dục xong, thì các bạn có thể thấy rằng là mồ hôi mình đang chảy túi toe. Thực ra thì bây giờ mình đang thu bằng một con mic khác, bởi vì cái video trong á thì mình quên tắt cái nhạc trên YouTube, thế nên là mình sợ bị đánh bản quyền. Mình sẽ thu âm một cái khác. Thì mình muốn nói sơ rằng là mình rất là lâu rồi đấy, mình không có tập thể dục qua, thế nên là mình rất là đuối luôn. Và mồ hôi mình vừa mới tập vài bài thôi thì mồ hôi mình chảy tứ toe luôn. Với lại mấy cái bài nâng ngực á, mấy bài tập ngực á, mình không thể nào tập được luôn. Mình tập được có tí xíu là mình thấy rất là mỏi luôn, và mình không có sức đẩy được luôn. Nói chung là lâu rồi không tập đẩy thì rất là mệt, rất là mỏi luôn. Ok, thì ít ra thì hôm nay mình vẫn chảy được mồ hôi, thế nên là nói chung cũng khá là khỏe. Ok, mình sang ngày mới thôi. I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người một buổi sáng tốt lành. Hôm nay là ngày thứ 7 của mình cách ly tại khách sạn ở Đài Bắc. Thì thực ra thì hôm nay là ngày cuối cùng, là ngày thứ 8 rồi, dạ, không phải là ngày thứ 7 nữa. Ngày thứ 7 là hôm qua là mình ở đây một ngày cuối cùng. Đấy, hôm nay là ngày thứ 8, sáng ngày thứ 8 là mình phải về vào khách sạn. Tối hôm qua thì mình cũng có dọn dẹp đồ tất cả các thứ rồi, nhưng mà chưa có dọn xong hết. Mình hôm nay mình vừa mới dậy sớm dọn tiếp nữa. Thực ra thì mình cũng không có dọn bao nhiêu đâu, hôm qua mình dọn ra phần cũng 80% rồi. Còn bây giờ là kiểu như hôm nay mình dậy mình dọn bớt những cái thứ mà sáng nay mình phải dùng á, mình dọn bớt vô lại nữa thôi là xong rồi. Ok, cho mọi người xem nhé. Hey. Thì mình vừa mới dọn mấy cái đồ dùng cá nhân của mình. Đấy, vali thì mình cũng đã ok hết rồi, mình đã dọn xong một cái vali rồi. Còn cái này thì tí xíu mình sẽ thay một bộ quần áo mới nữa thì mình sẽ bỏ vô đây. Rồi mình sẽ cất cái vali này vô. Đấy, nói chung là mình cũng dọn khá là ok hết rồi đấy, bàn mình cũng dọn sạch hết rồi. Ok, bây giờ là sáu giờ mấy, 7 giờ thôi. Tí xíu 8 giờ mình trả phòng. Sau đó thì anh mình tới đón mình rồi mình đi về thôi. Thì bây giờ thì mình sẽ thay quần áo, sau đó thì mình xem mình đá thêm một giấc nữa, bởi vì là bây giờ vừa mới 7 giờ thôi mà. Tí xíu mình 8 giờ mình mới trả phòng, thế nên là còn tiếng lận chả biết làm gì cả. Thế mình thay quần áo xong, sau đó mình đá một giấc xong rồi mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nhé. Ok. Ok, xong. Bây giờ đi về rồi mọi người ạ. Đấy, cái vali thì mình có chấp lên nhà xe rồi. Ngồi được không chứ? Ngồi được mà. Nhưng mà nó hơi nhỏ xíu thôi. Ok. Kết thúc một chuỗi ngày cách ly của mình ở khách sạn Đài Bắc. Nói chung là không có gì đặc biệt cả, cách ly mà. Một ngày ăn 3 bữa xong rồi ngồi xem phim, ngủ nghỉ các thứ, ngủ nguyên ngày. Không có gì đặc sắc cả. Bây giờ được về rồi, nói chung là khá là vui. Mình bây giờ thì mình về Đào Viên, chẳng có gì để quay cả. Đã bắt về Đài Viên đâu đấy tầm gần 1 tiếng. Ok. Mình nghĩ là mình sẽ kết thúc clip tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem video này của mình. Nếu như mọi người thích video này, mọi người cho mình một like, một share và một subscribe kênh nha. Bye bye.